xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Quá đi trời ơi, giờ chỉ có nước tự tử mà chết thôi trời ơi. Bà không cần phải chết, bà không cần phải chết. Chuyện này đối với gia đình mình rất là nhục. Bây giờ tôi hỏi bà, con Hồng nhà mình đâu? Nó chồng á, nó ra ngồi á chồng á. Tôi hỏi ông nhà mình, mổ heo ba đời, phước đức quá mà. Tự nhiên con gái mình nó là một cái rột, mất hết trơn. Không còn miếng phước nào hết đó. Con Hồng đâu? Không. Bà biểu, ra đây. Dạ, dạ. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái gì vậy? Trời ơi, con ói muốn chết đó chồng à. Mà đi ra nhanh quá, lỡ con động thai thì sao ba má? Như vậy mà mày còn nói được, mày tự hào quá. Tao hỏi mày, bây giờ cái thằng nào nó làm cho mày có bầu? Thiệt tình luôn á, sao con thấy mắc cười quá. Có cái bầu không mà làm gì rừng lên vậy cha. Kêu cái thằng đó về đây, cho ông xử. Đem cái thằng mà nó làm cho mày có bầu đi về đây cho tao. Mày nó cưới mày. À, ý tía má nói là cái thằng mà làm con có bầu á hả? Ừ. Cha đứa nhỏ hả? Ừ. Là đối tác của con hả? Ừ. Ờ, thằng đó hả? À, nó chết rồi. Nó cái gì chết? Ờ, nó hôm bữa con nói với nó còn có bầu, cái nó sợ quá, nó tung, nó chạy làm sao, cái nó xui, nó trượt chân, nó té xuống sông mà nhầm ngay cái bữa nước lớn, nước cuốn nó trôi mất tiêu, mất xác luôn. Trời ơi, mất xác rồi. Rồi bây giờ là không có nhân chứng rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Nhân chứng, vật chứng mất tiêu luôn. Mất tiêu hết trơn cái trời rồi làm sao đây? Là thì có sao đâu, con thấy tía má lo quá. Không mấy giờ làng xóm biết hết rồi, có gì đâu mắc cỡ. Cái gì? Hàng xóm biết hết rồi. Bây nói là lối sống người ta biết hết rồi. Đúng rồi. Mà ba má bây thì chưa có biết, không, là người không biết sau cùng. Đúng rồi, tía má biết sau cùng á. Ủa tại sao ở nhà không biết mà mày ra đường mày la làng lên chứ vậy? Con gà quán của bà Sáu á, bả là bán quán. À, biết bao nhiêu người qua lợi. Mà bữa đó xui ngồi ăn cái ói. Ói kia bà biết, cái bà đồn luôn. Trời đất ơi, tại sao mày không ói ở nhà? Ở nhà nó không mắc ói. Mày có tin mày nói cái kiểu này, tao giết mày chết không mày hả? Không, con không có tin tí giết con đâu. Con biết tí không bao giờ giết con đâu. Tại vì con là con gái một nhà, tí giết con ai nói giỏi. Mà má giờ trứng quá thạch thì đâu có đẻ được nữa. Con này nó cấn bầu cái nó bị khùng luôn rồi. Tía tí với má bình tĩnh đi, con nói nghe nè, nhà mình có mình con là con đúng không? Mà bây giờ con có bầu là nhà mình có người nói giỏi cái nghề làm heo của tí rồi. Hả? À, vậy mình lời mình đâu có lỗ, không hề lỗ luôn. Hay không? Nó tự hào luôn không? Nó tự hào, nó hãnh diện luôn không? Hãnh diện vô cùng. Nó cấn thai cái nó đổi máu quá, nó khùng rồi. Nó khùng mà, rồi. Nó tí má, lên tới đầu. Nó nghe nè, giờ con mệt quá, nãy giờ nói chuyện tí má con cảm giác như muốn động thai á. Giờ con vô chổng con nghỉ ngơi nha. Chưa động thai không có tốt cho em bé đâu. Bà mẹ và cha em phải được bảo vệ, con vô nha. À, con mệt quá. Trời ơi bà ơi, nó nói chuyện nó rất tự tin. Nó làm như có chuyện gì xảy ra. Nhục quá bà ơi. Bây giờ nó làm từ lưa tè le rồi. Bây giờ mình phải làm cách nào để tính toán cho nó. Đừng có để gia đình của mình bị nhục đó bà. Để cái gì mà để nó thấy nhục một cái bẹt vô trong mặt hai vợ chồng rồi. Giờ làm gì được nữa đâu mà làm. Kiếm người thế thân tổ chức đám cưới cho nó. Trời ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi,
Trời đất ơi, hù một cái muốn trị thai luôn vậy đó trời. Cái gì? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì? Cái gì là cái gì? Bây giờ cô đi đâu? Cô đi đâu? Ê, lùng. Hả? Hột mít lùi cho ăn no té. Ở rồi sao? Té gì kệ nó. Ở rồi sao? Chặn đường tôi làm cái gì? Chia tay rồi nha, không có thảy đồ cho người đó nha. Ồ, ồ. Trả lời cho tôi biết. Trả lời gì? Mình quen nhau 8 tháng. Phải. Chia tay nay 1 tháng. Đúng. Vậy thì tại sao có bầu 3 tháng? Ai cũng nói tôi bị cắm sừng, tôi không tin tôi là tôi bị cắm sừng. Nói đi, của ai? Của nào? Bỏ tay xuống đi. Cái gì vậy? Cái sừng lú chỗ nào chỉ ơi. Đừng có đánh trống lảng. Trả lời cho tôi nghe đi. Tại sao? Tôi không thích trả lời á. Bây giờ quen nhau 8 tháng. Đúng rồi. Chia tay 1 tháng. Ủa chia tay thì mắc mới thì tôi phải nói vào. Ờ, nhưng mà vấn đề là chia tay chỉ mới 1 tháng mà tại sao lại cái bầu là 3 tháng? Thì kệ người ta. Nhưng mà người ta nói là của tôi. Người ta nói là của tôi nhưng mà không phải là của tôi. Của thằng khác. Không phải của ông. Cái đó của đằng nào? Ủa của thằng nào thì kệ người ta, miễn gì người ta người đầu mình tay chân đầy đủ, dài hơn ông, đẹp hơn ông. Với lại người ta không có cái tánh sở khanh như ông. Nè đứng ở đây đi, nói cho mà nghe. Tại sao tôi với ông chia tay ông hiểu không? Sao? Tại vì con người của ông là một cái con người cực kỳ là tính toán. Phải nói là không bao giờ biết nghĩ cho tôi. Suốt 8 tháng trời lúc nào cũng muốn ăn tôi, muốn hốt tôi, nhưng mà không bao giờ muốn cưới tôi. Đó, điều để đáng nói nè. Có thằng nào mà quen bồ mà 8 tháng nó nắm tay mà còn không được thì làm sao có chuyện có bầu được. Vô lý lẽ. Suốt ngày ông cứ đòi hốt tôi hoài, ông đòi ăn tôi hoài, mà ba tôi nói á, nhìn cái điệu thằng đó nó sở khanh lắm con ha. Cái thằng đó đàn ông á, mà một khi nó nắm tay được con rồi, sau đó nó sẽ nắm tới những thứ khác. Nó nắm lên cái cùm tay, nó nắm lên cái bắp tay, rồi nó dình lên cái vai, rồi nó tuột qua cái cổ, nó xuống đâu không biết. Chuyện của tôi mà sao ông già cô biết? Ủa thì ông già từ xưa cũng nắm tay má tôi vậy đó, nên ông có kinh nghiệm ông biết, hiểu không? Nhưng mà người ta hốt, người ta có cưới, còn mấy người đòi hốt mà mấy người không có cưới. Bây giờ trả lời liền đi. Trả lời cái gì? Quan trọng là cái sừng của tôi nè, là thằng nào cắm? Thằng nào? Thằng cha của nó đó. Bây giờ nói cho tôi nghe, thằng nào là cha của cái thứ? Cái thứ gì? Không có chỉ con tôi nha, Trời ơi là trời, tôi mà gặp nó một cái nha. Tôi thiệt với em nha, bao nhiêu me của em hả, mà em hái được hả, tôi nhét vô trong cuống họng nó nuốt không được, tôi lấy tay đè rồi nhấn vô, tôi trả thù cho bằng được. Rồi tôi cho nó biết thế nào là cái sừng nó sẽ bị gãy như thế nào. Trời ơi, ghê quá, sợ đây quá, thằng sợ. Hột mít này nói làm được nha. Đúng rồi, còn bà đó nha, bà nói tôi hột mít đúng không? Hột mít bà nói cho ăn no té. Đó đúng là té nè, đem về lùi cho ăn đi rồi tự đắp mền lại nghe, rồi xong mà té một cái là bắt đầu ở trong đó mà anh chết luôn đi, hử cho chết chết ngọt luôn đi. Đó sao vậy? Sao bây giờ nói tóm lại, có chịu nói thằng này là ai không? Không á. Đồ ly lắm. Cái đồ hột mít. Đồ hồng heo nái. Cái đồ hột mít luôn cho. Được rồi, hãy đợi đó, mít lùi cho này sẽ làm được gì? Chủ mẹ nó hết đi, tao sẽ chi tìm từng thằng. Tao sẽ chi tìm từng thằng, thằng nào cắm sừng, quất hết luôn. Không. Sáu ơi. Ủa? Hồng hả con? Trời ơi, Hồng đây. Nhớ cũ phải không? Dạ, nhưng mà ngọt xíu nha. Biết rồi, bữa nay thèm ngọt rồi phải không? Chờ Sáu chút nha. Ý chà. Nhanh Sáu ơi, khát nước quá hà. Có liền, con nhỏ này hối quá. Đây cho con nè. Ôi trời ơi. Gì vậy? Nè, uống đi. Ồ. Hồng. Sao? Mày cho Sáu lại, mày bao lại nha. Sao vậy? Sao lại mày? Trời. Sao lại mày? Trời, tự nhiên con thấy con giống như nữ thần á. Giống nữ thần. Trời. Đứng vậy, ngồi hai ghế đi, ngồi một ghế không ổn. Đúng rồi. Con thấy con cảm giác giống như nó thiếu gì á. Đúng rồi, nó lật một cái là chết luôn á. Ổn không? Vừa nghe. Con bộ tám chân ổn à. Trời. Hai cái ghế hợp với dáng con ghê luôn. Ủa mà sao? Mắc gì tự nhiên sao bái lại con vậy? Thì mày làm cái chuyện động trời, một cái chuyện mà tại đình mà từ trước tới giờ chưa có trong lịch sử của cái làng này luôn á. Ủa là làm giống gì trời? Thì là cái chuyện không chồng mà chữa đó. Trời.
trời ơi, tưởng gì, tưởng cái chuyện gì mà ngó trước ngó sau, con thấy chuyện nó cũng bình thường thôi. Ý sao nói con là có chữa quan cái gì? Tôi đã né cái chữ chữa quan rồi, tự nhiên la lên chữa quan, giờ cuối cùng ai cũng biết mày chữa quan. Cái đó, con này khùng ghê luôn á. Thì đó thì sao mới quạ thêm lớn lắm luôn á. Ừ. Cái ý Sáu là mày chữa quan đó. Bình thường con thấy cái chuyện nó có gì đâu mà Sáu làm quá vậy. Cái này gọi là giống như mình thích thì mình nhích thôi, không sao hết trơn á. Thích thì thích đó, nhích không dám, không dám nhích đâu. Sao kỳ vậy? Mày nhìn đi. Sao? Bây con giờ Sáu bao nhiêu tuổi rồi? 50 hơn. Có cần mày la lớn gì không? Không, nói nhỏ mà con đâu có nói 60. 51. Đó, 51. Cho nên tới bây giờ vẫn còn ế chổng ế chơ, thấy không? Trời đất ơi. Bởi vậy mang cái tên là Sáu cô đơn tới giờ luôn, không thấy hả con? Thiệt, có con thương cảm cho Sáu hết sức luôn á. Buồn lắm á. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mình mạnh mẽ lên, mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Bây giờ làm sao? Nhiều lúc cũng... thèm. Chạy nước miếng. Nhỏ này. Nói bậy bạ. Ý là con nói là nhìn hoàn cảnh của con là Sáu thèm chảy nước miếng á, chứ không phải là nhìn con. Sáu không mấy gì đi, con thấy vậy nè. Ở những cái nơi mà người ta phát triển á, người ta cởi mở, người ta thoải mái, người ta thoáng, thì người ta sẽ có cái bây giờ mình gọi là hiện tượng không đúng, mà mình gọi là một cái sở thích thì cũng không đúng, nhưng mà người ta sẽ có những cái ứng xử gọi là một đêm, đơn giản năm na sẽ gọi là tình một đêm. Nhưng đó là những nơi phát triển, những nơi phồn hoa đô hội, những nơi có đèn nhiều, những nơi ánh sáng tỏa ra. Nhưng mà ở đây mình là ruộng là giường, thì mình tốt nhất là ruộng một đêm, giường một đêm, hoặc là ao một đêm. Trời ơi, một... Ê, cái gì? Nói vậy mày làm cái chuyện này ở ngoài bờ ruộng á hả? Chứ gì nữa. Trời ơi, mày làm ở bờ ruộng nào mà chỉ sao coi. Trời ơi, ở dưới quê mình á, Sáu thấy không? Nè, ruộng nè, vườn nè, lùm nè, bụi nè, ao nè, hồ, thiếu cha hay gì? Không có thiếu chỗ nào hết, nhưng mà hơi bị muỗi cắn chút nha. Chứ không mấy mình dắt về nhà ông già cạo đầu con sao đâu có được. Trời ơi, con nhỏ này nó thông minh vậy chứ. Trời ơi, nghe con nói mà ruộng rồi bờ ao rồi bụi chuối rồi. Trời ơi, thì tứ nghe nó. Phải, chạy nước miếng nữa. Không ai vậy đi. Mày biết ai á? Cha nào á? Mày làm mai cho Sáu đi. Này hơi căng à. Thì đó, cái này con phải biết cái gu của Sáu làm sao. Với lợi con sợ là Sáu yêu cầu cao quá thì ở dưới quê mình không có người nào xứng tầm luôn á. Trời ơi, tự nhiên nó đưa tôi lên mây luôn kìa, xứng tầm nó mới ghê chứ. Không, tại vì nếu mà 50 mấy tuổi mà vậy là ok quá rồi mà. Nói nghe nè, Sáu thì lớn tuổi rồi đó, cho nên cái tiêu chuẩn á Sáu cũng hạ thấp xuống. Chứ mà mình nhìn cao quá thì ai mà nhìn tới mình. Đúng đó. Ông bà người ta nói là kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hay quá Sáu ơi, Sáu biết đao giá xuống là tốt. Tiếp ta. Đau lắm luôn á. Yêu cầu làm sao nè, liệt kê. Yêu cầu á là người đó là phải khỏe mạnh nè, đẹp trai nè, rồi à chịu chơi nè. Yên tâm, ở dưới quê mình là phải nói thật sự là giường thiệt, ao thiệt, hồ thiệt, mà ruộng thiệt, nhưng mà rất chịu chơi. Đúng rồi. Nói về mà đẹp trai là xứ mình đầy, mà lực điền thì thôi vô số kể, tại mình làm ruộng mà. Hả? Yên tâm. Nhỏ hơn, nhỏ hơn Sáu xíu vậy. Nhỏ hơn Sáu xíu à? Chứ cỡ Sáu ông nào cũng có vợ có con hết rồi, làm ông nội ông ngoại hết rồi. Tuyệt vời. Được. Nãy giờ là thấy là yêu cầu của Sáu rất tuyệt vời luôn. Vậy hả? Rất là thích hợp để đi lên trển chọn nha Sáu nha. Lên thành phố hả? Không, lên thành phố là Sáu bích cửa rồi. Chứ lên đâu? Lên trển á, lên trời á, dạch mấy đám mây ra tìm nha. Cái con này, nãy giờ nói cũng như không à. Nhưng mà dù gì Sáu cũng ngưỡng mộ con lắm. Đúng vậy. Uống hết đi, ngồi yên đây nha. Sáu nữa? Sẽ tặng quà cho con. Tặng quà? Uống qua ly nước cam mà tặng quà. Đây, yên tâm, nước cam nha, không tính tiền luôn. Từ đây về sau qua quán Sáu uống miễn phí, bởi vì con là thần tượng của Sáu. Sáu. Đây. Quà gì trong đây vậy? Mày nhìn đi, hỏi gì? Không phải, ý là thấy nó kỳ quá, ví dụ như quà người ta phải gói lại chứ đâu mà để thè lè vậy mà. Ê! Sao xíu nha. Cưng không. Ủa, cho con đồ nít làm gì mà sao nhiều vậy? Thì để đẻ em bé chứ làm gì, con này hỏi vô duyên à. Ủa, Sáu, cái này còn mấy đứa chứ đâu phải một đứa đâu Sáu. Hai cái bình sữa luôn nè. Hai đứa. Cái gì? Hai đứa. Ý là sao nó còn đẻ hai đứa song thai hả? Không, còn một đứa. Ở đâu một đứa nữa?
thì con cứ giữ đi, biết đâu mốt sáu cần sao hả? Thì vậy mới độc lạ chứ, con một đứa sáu một đứa. Trời đất ơi, sao ơi, 50 tuổi rồi, trứng quá thạch rồi. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi phải không? À, dạ. Sao? Cái gì vậy? Ta đang ngủ ngoài kia ngon mà tự nhiên bắt vô đây chi vậy? Mày là một cái thằng chuyên môn dụ dỗ gái, thấy không? Con nhỏ nào mày cũng dụ hết trơn á trời. Mày không chừa con gái của tao ra. Con gái tao là con Hồng, mày dụ nó có bầu, bây giờ mày quất ngựa tri phong phải không? Ông đừng nói bậy nha. Tôi quen với nó đâu có đụng đã đụng chân gì nên làm gì có bầu. Nè, tao nói cho mày nghe, không có thằng ăn trộm nào mà nó khẳng định nó là thằng ăn trộm hết trơn á trời. Bây giờ mày làm con gái tao có bầu, bây giờ mày tính sao? Trời ơi trời. Ý ông bắt tôi về đây để mà ông ép tôi để mà lấy con gái ông mà hả? Tôi nói rồi, tôi không có đụng gì tới hết, ông có bầu. Không có bầu, bầu đâu phải của tôi. Ê, tôi bớ cần đụng ta. Tay đụng chân, nến mày. Không cần đụng tay đụng chân gì hết trơn rồi. Mày dùng thứ khác để làm cho con tao có bầu cũng được vậy đúng không? Là cái gì? Mày tự hiểu. Bữa nay mà bây giờ cho mày một cái cơ hội nè. Có nghĩa là bây giờ mày phải sống với con gái tao ít nhất là 3 năm. Sau 3 năm đó tao sẽ cho mày làm đám cưới với con gái của tao. Cái gì? Lấy con gái ông hả? Ừ. Sao? Bất giỡn đi. Tôi không có lấy con nhỏ Hồng thịt heo làm vợ đâu. Trời ơi, nó như con eo quái vậy đó. Nó như con trâu nước vậy đó. Lấy nó về hả? Không dám đâu. Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Mày chê con gái tao là yêu quái rồi giống con heo nước hả? Không biết đẹp hay không nhưng mà tôi thấy tôi là độc lạ nhất ở cái xóm này. Mày chối mày không phải là cái thủ phạm để mà làm cho con gái tao có bầu đúng không? Tôi không chối nhưng mà tôi không làm gì hết. Ông nói đúng rồi đó. Thằng này chứ mai chân. Nó chứ ai? Nãy giờ tôi dò trong đây nè, là con Hồng từ năm 18 cho tới năm 30 tuổi là quen tổng cộng 81 thằng. À. Thằng cuối cùng á là mấy thằng, bao nhiêu thằng? 81. Trời ơi. Cái thằng mà ít nhất là một ngày, ở thằng nhiều nhất là 8 tháng, 8 tháng là thằng cuối cùng lần này nè, nó đó. Đừng có mà ngậm máu phun người nha. Tôi với nó chia tay nhanh được một tháng rồi, là làm sao còn có bầu được. Gì đó? Chia tay rồi. Một tháng nhưng mà bầu của nó là 3 tháng. Cái gì vậy? Bầu 3 tháng? Không, tôi không có làm gì hết á. Cái bầu đó là của thằng nào á. Nè, mấy người khôn hồn, mấy người thả tôi ra nha. Thả tôi ra đi. Ha, không thả tôi ra hả? Nè, không thả tôi ra tôi thề nha. Có chuyện gì hả? Tôi thưa lên hả? Mấy người hả? Ở tù cả lũ trời nha. Lúc đó bán hết tài sản, con không đền được cái thân xác mà độc lạ của tôi đâu. Sao? Giờ sao? Có thả mày không? Mày dính được không? Sủa hoài. Ông, tôi nói thiệt, cái gia môn nhà mình bất hạnh. Sao? Tôi không hiểu làm sao mà đá ngọc cành vàng nhà mình nhìn cái thằng xứ múng như vậy mà nó cảm giác được để mà nó có bầu. Xứ múng là gì? Xứ múng là gì? Là mày đó. Là cà trớn á. Lao. Cà trớn, nó đại cà trớn, xứ múng là gì? Trời đất ơi. Bây giờ không nói nhiều, vô lấy đồ nghề cho tôi. Chờ chút. Đúng rồi, mấy người nên lấy đồ nghề ra đi. Cắt dây thả tôi ra. Còn không thôi tôi thưa làm cái là kể như cả nhà phải bị chú dí tám tao. Cái gì vậy? Cái này người ta gọi là dao đó mày. Để làm gì? Mày tự hiểu đi. Mày đi ông, nó hơi lục á. Ông tính giết tôi hả? Ê, mày xích ra đi. Ê, trời nghe nhột quá. Bén chưa? Hơi bén. Nhưng mà tội thằng này không phải là tội chết. Đúng rồi. Tội nó không đáng. Phải tội chết. Tôi có làm gì đâu. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Chắc chắn là tôi bị mọc sừng. Ai ăn ốc tôi đổ vỏ. Rồi yên tâm, mày không có chết. Tôi mệt quá. Mày chỉ bị thiến thôi. Cái gì? Ê, thử coi bén chưa ông. Đứng yên mày. Làm gì? Xin một cọng tóc. Chi? Thử dao. Sao lấy tóc ông đi? Mày nhìn coi tao có không? Tao còn, tao trước quốc mà. Mày còn một nhúng, nghe không? Xin một cọng thôi mà mày khó quá. Thử dao lấy tóc tao. Trời, ông bốc nhiều gì ông nội. Tạm được, nói chung là tạm được. Phun rượu đi bà. Trời ơi, sao vợ chồng ông bà xong kiếm hổ bích quá vậy? Bén thì cắt một nhát, mà không bén đó thì nhây 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 hồi nó cũng đứt toàn ten cũng được. Trời yên tâm, cái này ngọt lắm ha.
Cứu tôi với. Cứu. Nín. Cứu tôi với. Một. Con... Hai. Đừng. Và kính lại tổ nghiệp. Hôm nay con sử dụng cái vật gia bảo này chính là con dao con mổ heo mỗi ngày. Bây giờ hôm nay con xin phép để con được thiến thằng này. Ê! Tụi ơi, đừng cho tụi ơi. Bởi vì nó cũng giống như con heo. Tụi ông giống heo. Tụi ơi, đừng cho tụi ơi. Ông thiến. Chưa mà. Chưa. Vậy tụi tưởng nó bé quá, nó ngọt quá, cắt không mày. Tao hỏi mày một lần chót, mày có chịu lấy con Hồng con gái tao làm vợ hay không? Nhưng mà cái bầu đó đâu phải của tôi đâu, bắt tôi lấy kìa. Xử luôn. Nó chối đúng không? Bây giờ không có nói nhiều. Một, hai, ba. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Vậy là dễ không? Tôi đồng ý. Vậy là dễ tính rồi. Lấy con Hồng thịt heo mặc dù. Đi giao đây. Đó không phải là bầu của tôi. Nói chuyện đấy là được rồi. Tía ơi, má ơi. Dạ. Trời đất quỷ thần ơi. Tía ơi. Cứu, cứu. Dạ tía. Cứu, cứu, cứu. Cứu cái đầu. Ủa, ủa. Xí, xí. Gì vậy? Ủa, mà làm gì ồn quá vậy tía má? Thiên, thiên, thiên. Thiếu. Mở dây cho nó đi. Nó chịu. Nó làm cho bay có bầu thì bây giờ là bắt nó phải cưới vậy. Chuyện về chồng con bay là tí tía má luôn hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tháo dây đi, tháo dây đi. Đến mày. Không. Ủa chị cưới rồi mà. Không. Tía má, con không có chịu lấy cái thằng lùn ma tử này đâu. Ê, ê, cái gì kỳ vậy? Nó làm cho con có bầu mà. Cái bầu mày của nó, mày phải lấy nó chứ. Kệ nó, mà con không thích lấy nó. Bởi vì nó là một cái thằng rất là ti tiện, keo kiệt, bủn xỉn, mà đã vậy nó còn tồi bại nữa. Là sao? Nói chung là con muốn thiến cũng được, nhưng mà con nói túm lại là con không có bầu với nó. Đúng rồi. Ủa là sao? Nghe chưa? Nghe rõ ràng chưa? Không cái phải gì là vậy? Không phải là bầu của tôi. Không mấy người bầu. Đụng đến tôi hả? Tôi thua thua cả nhà mấy người luôn. Má xích qua đây, má xích qua đây. Tôi thua. Ai da. Mày chết luôn nè, mày sầu sạo tao hả? Không có bầu là sao? Nói cho rõ coi. Con ghét thằng này, con quen nó 8 tháng rồi. Mà cái tánh của nó lúc nào nó cũng me, nó đòi ăn con hết. Nghĩ sao vậy? Nhiều lúc con nói thôi kệ, mình cũng lớn rồi, quen bồ cũng nhiều rồi, mà chưa bao giờ mà thử cảm giác vượt gào nó như thế nào. Khôn thấy mẹ luôn. Nó có cho ở đâu mà thử. Trời, nghĩ sao vậy? Nhìn cái bản mặt là biết rồi. Nhiều lúc cũng muốn thử lắm nhưng mà thấy ghét không thèm thử nè. Với lại nó nghe nè, ê lùng má tử, mày có thấy là mỗi lần mà tao với mày hẹn nhau ở ngoài đồng á, cái ở trong mấy cái bụi cây á, nó cứ dập dìu phập phèo, rồi nó cái đung đưa rung qua rung lại, mày biết đâu đó ai đó không? Chặt chó đó. Chó một ngày tiếng với má tao đó mày. Nghĩ sao tao mày có bầu được, mày điên hả mày? Vậy rình quá làm sao con ta có bầu được? Thế mệt quá mà con nói thiệt nha, mắt ngộ ghê á, tía má cũng ngộ, mà nguyên cái xóm này cũng ngộ, nguyên ngộ cái xã này cũng ngộ. Ngộ cái gì? Người ta chỉ muốn có bầu, muốn làm mẹ đơn thân thôi mà cũng khó khăn nữa, còn mày nữa bực bội, không có làm ăn được cái gì hết á, có làm mẹ đơn thân mà làm cũng không nói được. Gì là sao? Thì tình này nè, bây giờ con phải vô con nói rõ cho ba má nghe coi sự việc là như thế nào. Đúng rồi, nói cho rõ đi là cho ông bà hiểu cái bầu đâu phải của tôi đâu. Rồi ê thảo ra chứ không cho theo ông già hơi. Trời ơi sao kỳ vậy? Quên làm cam chịu à? Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út Phương Nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai Phương Nam vui lắm à nghe.